giới thiệu anh em một cặp rốt VK được cái. Chàng bây giờ là đang 5-6 kg, có con 7 kg rồi. Cha mẹ 50-60 kg luôn á. Để vô vaccine đầy đủ. Tới ngay là xuất chuồng à. Đỏ cháy luôn. Đây là em đực nè. Em đực này rất là to. Mười ngày nữa là vô mũi 2 là giao luôn nha. Đực đầu đực này, đầu, thủ, mạch mũi, tay chân. Đấy bữa mà hè làm cái sân chơi ấy. Anh chạy cỡ ít thảm cỏ thả ra. Ờ nhà có anh hả? Ít kiểu như ít ít đi chơi ấy. Bây giờ ít thả ra. Chợ có đây là nuôi, người ta nuôi có tầng này mới là nó quen em. Đồ má nó giỡn nó phá, có ai chịu gì nấu nó. Đang ngứa ra nữa. Má đực to gương. Trời này bắt đầu dài ngựa. Tắt sữa nó xuống hết mức đó. Nó dài ngựa, nó em nó anh được, nó anh nhiều nó mới mập lại được. Tới này nó nhiêu ngàn, số mấy ngày? Cậu nó mới 4 mấy ngày. Sao số mấy? 4 mấy. Nó mà số mấy thì nó 8 kg à. 40 mới dùng mũi 1 mà. 15 ngày nữa dùng mũi 2. Mà 20 ngày anh vô được rồi. Cách mũi 1 20 ngày anh vô luôn. Thì, cần thì nay 45 ngày rồi đấy. Tính là 45 ngày là vô 12 đấy. Nói mà nó chưa đủ, nó mà 60 ngày 45 ngày nó 8 kg vậy, 7-8 kg vậy. Má bốn mấy 50 ngày là lớn gơ. Hôm bữa em lên là 30 ngày ấy. Nó mới có 3 kg vậy. 2 kg mấy vậy, 3 kg vậy. Đây giờ bách chưa giao được rồi. Phải đủ có 10 ngày, 15 ngày nữa. Vô mũi 2 á bác. Dạ đúng rồi. Tiền là chọc rồi, vô mũi 2 nữa. Đối với nó cứng đòn. Biết cho rốt là từ giai đoạn nào mà nó phát triển ra nhìn nó sống không? 3 tháng ấy. 80 ngày. Có 100 ngày. Là bắt đầu nó phát triển không? Hôm nay nè, con này. Mấy mấy con này nè. Ai người yên 40 mấy 50 ngày cho. Chưa được 50 ngày là được 45 ngày. Đúng luôn á, anh nghỉ sao nghỉ giờ tính vậy luôn, anh không tính đi vàng á. Tính ra thằng rốt mấy cái vàng xương cốt nó đỉnh được. Đây,
Đây là em đực này. Mình em đực quá quá luôn. Em bán con nào cũng dạy chứ, chói em dạy chứ. Tụi nguyên lửa ấy. Tụi mấy cái lên mặt đẹp ghê không? Nào. Nè. Mỏ gãy nè. Mỏ gãy đỏ nè. Con nào cũng đỏ. Cái đợt này, cái đợt chó anh không cho anh khoáng chi bây giờ. Anh Sư chứ ái ngoài chứ không cho anh khoáng, nếu mà cho anh khoáng là lông đẹp lắm. Má con này còn đây á. Má mũi to. Gì? Hai con luôn anh, tao lừa hai con luôn anh. Một anh. Một là đực hai cái. Biết nó muốn lừa thằng không được. Tao tự có một con này. Chứ nó có lựa dòng cái cổ lại. Ở nhà lựa là ngon. Má không được. Coi mốt cái đầu đẹp lắm đó chứ. Đầu đầu tam giác này. Nè, đầu tam giác này. Đấy, con già lùi ấy. Ôi, nó còn được rồi. À. Thế còn đây là đầu tròn. Đây là đầu tròn. Đầu vuông ấy. Muốn tập đầu vuông ấy đẹp. Ừ. Đầu vuông ít có lắm. Đầu vuông như mấy nước ngoài hả? Đầu vuông. To, bán đầu to. Nó tính ra bẹt túi gì từ đây, nó đâu nặng cốt mình từ đây. Mỏng, bẹt nó mỏng, xương nó mỏng. Bẹt bốn mấy ngày, cái tâm tơn, tâm tơn chút xíu. Bẹt sao so cho đây được không? Nó to. Dày, xương nó dày.